Các bạn hôm nay video giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm của Koda, sản phẩm mới. Giữa cái tiền mà rất hay nha các bạn. Đây là cái súp, cái mã Koda của nó là KV3L. Còn cái bộ của nó là cái súp. Cái lọ cột này của nó là chỉ có tiếng Trung với tiếng Czech mà còn lại là súp và tiếng Anh. Mình phối với nó là thêm một cái mixer van số mà chỉnh bằng vít nha. Cái này nó giống như là gọi là van cơ vậy đó, và van cơ chỉnh tay cũng này vừa số vừa cơ, nó có thể chỉnh bằng cái vít nhỏ được. Chỉ đơn giản thôi các bạn thích. Cái này mình đang dùng là micro V660, micro không dây. Các bạn chơi micro có dây cũng được, bản chất là nhờ cái này nó xử lý là hay rồi. Đưa micro nào vô cũng hay hết á. Cái này nếu mà cách gia đình hợp với không gian khoảng cỡ 20-30 mét vuông, không gian mở mình xách đi đâu cũng tiện hết em á. Cái cây này có thể dỡ lên, thì sức mình có thể bình thường, còn nếu muốn tiện nhất đẩy ra để vô thì mình làm cái bánh xe 4 bánh để được dài ra thì 7 giờ cũng được. Đây mình có cái nút chỉnh chép của nó nè, chỉnh bass của nó nè. Cái này cột server và cái level. Thì mình chỉ cần cách nói, ví dụ như mình có cái một cái mixer cơ, mixer con số gì đó, sử dụng chơi thanh âm. Và hai bên của nó, mỗi người nói đi. Ví dụ như mình không có cái bàn số thì mình cứ cắm nhạc trực tiếp vô trên đây. Giờ mình qua bàn số thì mình in tên nào, tín hiệu âm thanh lần nữa lên đây. Còn chỉ chỗ mình nữa là nó có thể không chỗ. Cái này nó có công suất luôn nha. Thực ra mình lại nó là giống như là một cái gì đó, đánh từng rồi.